Giờ chúng ta sẽ đi tìm hiểu về ba cái công dụng hay là ba cái tiếp trong Premiere mà chúng ta hay sử dụng trong quá trình dựng phim. Đầu tiên thì mình sẽ tạo một cái sequence trên cái clip này. Và các bạn qua phần edit. Chọn cho mình đó là Premiere và trong cái thuộc tính đó là Timeline. Có một cái thuộc tính tên là Mark Frame Set In Point các bạn tích vào đây. Và các bạn chọn OK. À, sau đó thì chúng ta qua vùng làm việc của Timeline nè. Giờ mình sẽ tắt cái tiếng đi ha. Rồi, ví dụ như giờ mình sẽ kéo một cái kéo cái thước timeline này tới một cái vị trí bất kỳ rồi ví dụ như thế này rồi sau đó thì mình sẽ bấm phím F phím F nha các bạn thì các bạn nhìn qua trong panel sụp thì cái hình ảnh hay là cái thời điểm của cái clip này nó nằm ở đây nó giống với ở trong panel program mục đích của công dụng này để làm gì thì trong trường hợp mà chúng ta cắt ghép chỉnh sửa nhiều sót trong panel của timeline và chúng ta muốn tìm lại hay là hiển thị cái hình ảnh một sót bất kỳ trong file sụt để so sánh này hay là lấy cái đoạn audio khi mà các bạn đã lỡ xóa cái track audio này đi và chúng ta muốn lấy lại cái cái đoạn audio này thì các bạn có thể là tích vào đây và chúng ta sẽ tìm đến cái cái file sụt ở trong panel sụt các bạn thấy không ví dụ như ở đoạn này và mình tích ở đây mình chọn phím o này là đây là cái vùng mình chọn này rồi mình đưa xuống dưới đây đấy thì cái đoạn audio này mình đã lấy lại và đúng cái thời điểm mà chúng ta cần là nó nằm ở trên panel program đó là cái tip thứ nhất giờ mình sẽ delete cái này đi ha và cái tip thứ hai mà các bạn hay sử dụng đó là cái thuộc tính là unlink link đúng không hay là tố phím là control l thì chúng ta sẽ tắt audio và video ra như thế này đấy thì thay vì mà các bạn sẽ quét chọn chọn anh link ví dụ như thế này thì các bạn có thể giữ phím internet các bạn giữ phím internet và các bạn tích vào audio hoặc là tích vào video thì chúng ta đã tách audio và video ra riêng và giờ các bạn có thể này giờ mình chọn lại ha giữ phím internet này tích vào video và mình có thể là dịch chuyển cái video ra ngoài nó cũng giống như cái trong trường hợp mà các bạn anh link đấy rồi, các bạn thấy không? Đấy, delete. Rồi, ok. Khi mà các bạn thả internet ra, hoặc là các bạn không tiết chọn nữa, thì tự động chương trình nó sẽ liên lại cho các bạn ha. Đó là cái tiếp thứ hai. Và cái tiếp thứ ba mình muốn giới thiệu cho bạn là trong cái trường hợp này chúng ta hay sử dụng hay chúng ta cắt ghép bắt buộc chúng ta phải cắt từng cái đoạn video ra hay là chúng ta cắt từng shot đúng không? Ví dụ như giờ mình bấm phím C này mình sẽ cắt 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 như thế này rồi ví dụ như trong cái trường hợp mà chúng ta cắt và chúng ta tách nó ra như thế này cái này là mình làm ví dụ ha thì trong quá trình các bạn chỉnh sửa hay là cắt ghép thì chắc chắn một điều là chúng ta phải gặp cái trường hợp này rồi giờ mình muốn thay vì các bạn tích vào ở giữa này các bạn chọn delete để đưa cái sót kế tiếp về cái sót đầu đúng không như thế này thì chúng ta cũng có thể như thế này các bạn quét chọn tất cả cho mình và các bạn lên trong si quanh thì cái phiên bản này nó có một cái thuộc tính đó là cloud gap các bạn tiếp vào đây thì chương trình nó sẽ tự động nó sẽ fix lại hay là nó đưa những cái sót này nối tiếp nhau đây là một công dụng rất là hữu ích đấy các bạn thì ở những phiên bản trước thì cũng có những cái video người ta hướng dẫn về cách làm như thế này nhưng mà qua nhiều bước thì ở phiên bản này đã có cái thuộc tính này rất là tiện lợi đúng không thì đó là ba cái tip hay là ba công dụng ở trong Remiro ở phiên bản CC 2018 mình muốn giới thiệu đến cho các bạn.